Chi Hồng xin chào các bạn đến với chương trình học và chơi cùng với Kỳ Ân. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tiệm thời trang công chúa. Vậy tiệm thời trang công chúa có những gì? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Tham gia cuộc thi và lấy lại bộ váy thần kỳ. Không cần phải vội, có người ở vương quốc Phương Đông rất coi trọng kiểu tóc. Bạn không có nhiều kinh nghiệm trong việc này, nên trước tiên chúng ta cần học về làm tóc trước, để có thể giành được chiến thắng thuyết phục trước cô ấy. Buri buri ha. Bạn muốn học gì trước? Kết hợp kiểu tóc. Hãy tạo một kiểu tóc đẹp như ý muốn. Bạn thích nhuộm tóc màu gì? Bạn sẽ trông thật bắt mắt nếu có những hạt kim xà lấp lánh. Chị Ri bằng trông thật hoàn hảo trên mái tóc này. Quá tuyệt vời. Nhìn vào các màu sắc tuyệt đẹp này, bạn đã phối hợp với những bộ trang phục thật bắt mắt. Tuyệt vời, bạn có kiểu tóc thật ưa nhìn và sáng tạo. Thật khó tin rằng đấy là lần đầu tiên bạn tham gia làm tóc. Công chúa của vương quốc Phương Đông không giỏi phối phụ kiện cho lắm. Hãy luyện tập nhiều hơn để chúng ta có lợi thế cạnh tranh với cô ấy. Tôi sẽ luyện tập chăm chỉ. Buri buri ha. Kết hợp phụ kiện. Lựa chọn phụ kiện cẩn thận sẽ khiến nàng xinh đẹp hơn. Mũ, vương miện, có vẻ cả hai đều là lựa chọn tuyệt vời. Bà muốn đeo cái nào? Hoa tai sẽ khiến bạn trở nên lộng lẫy hơn. Vòng cổ chính là thứ mà một nàng công chúa đoan trang sẽ đeo. Bà muốn đeo gì trên tay không? Chiếc thắt lưng trang nhã thực sự rất thu hút. Đôi cánh bướm thực sự rất đẹp. Đôi giày nào trông đẹp hơn? Ok, tất cả những phụ kiện này khiến bạn trông lộng lẫy hơn. Vào các màu sắc tuyệt đẹp này, bạn đã phối hợp với những bộ trang phục thật bắt mắt. Bạn là một nàng công chúa thông minh và chăm chỉ, và bạn thực sự là niềm tự hào của vương quốc phép thuật. Trông sẽ kém xinh hơn nếu kiểu tóc không hợp với kiểu trang điểm. Hãy luyện tập về cách kết hợp giữa làm tóc và trang điểm nhé. Nghe có vẻ hơi khó, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Buri buri ha. Kết hợp trang điểm. Bạn thích kem nền nào?
kính áp tròng thẩm mỹ có thể làm cho đôi mắt của bạn trở nên lấp lánh. Hãy chọn phấn mắt phù hợp. Kẻ mắt cũng rất quan trọng. Và đừng quên chút mascara. Bạn thích kiểu lông mày nào? Bạn có thể thoa phấn má để gương mặt hồng hào hơn. Không có đủ ngôi sao, bạn có thể mặc trang phục để nhận ngôi sao. Những miếng dán kim tuyến trên khuôn mặt sẽ giúp lớp trang điểm của bạn tuyệt vời hơn. Có rất nhiều son môi. Tốt lắm. Bạn muốn học kết hợp kiểu tóc. Hãy tạo một kiểu tóc đẹp như ý muốn. Bạn thích nhuộm tóc màu gì? Bạn sẽ trông thật bắt mắt nếu có những hạt kim xà lấp lánh. Chị Ri Bằng trông thật hoàn hảo trên mái tóc này. Quá tuyệt vời. Cần học hỏi nhiều hơn nữa. Nàng thật đẹp và lộng lẫy. Hãy thử kết hợp kiểu tóc, phụ kiện và quần áo lộng lẫy một lần nữa. Sau đó chúng ta có thể tham gia cuộc thi. Ok, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa. Budi budi ha. Kết hợp phụ kiện. Lựa chọn phụ kiện cẩn thận sẽ khiến nàng xinh đẹp hơn. Mũ, vương miện, có vẻ cả hai đều là lựa chọn tuyệt vời. Bà muốn đeo cái nào? Hoa tai sẽ khiến bạn trở nên lộng lẫy hơn. Vòng cổ chính là thứ mà một nàng công chúa đoan trang sẽ đeo. Bà muốn đeo gì trên tay không? Chiếc thắt lưng trang nhã thực sự rất thu hút. Đôi cánh bướm thực sự rất đẹp. Đôi giày nào trông đẹp hơn? Không có đủ ngôi sao, bạn có thể mặc trang phục để nhận ngôi sao. Ok, tất cả những phụ kiện này khiến bạn trông lộng lẫy hơn. Bạn muốn học gì trước? Kết hợp kiểu tóc.
tạo một kiểu tóc đẹp như ý muốn. Bạn thích nhuộm tóc màu gì? Bạn sẽ trông thật bắt mắt nếu có những hạt kim xà lấp lánh. Chị Ri bằng trông thật hoàn hảo trên mái tóc này. Quá tuyệt vời. Kết hợp quần áo. Để xem hôm nay mặc gì nào. Váy tuyết trắng lấp lánh. Liệu trang phục lóng lánh và thơ mộng này có biến nàng trở thành nàng tiên không? Chúng được kết hợp một cách hoàn hảo và vượt cả mong đợi. Làm tốt lắm, tiếp tục phát huy nhé. Yêu tinh nhỏ, bây giờ chúng ta có xuất phát không? Tuyệt vời, xuất phát nào. Tôi tin rằng bạn có thể làm được. Bạn cũng tới đây vì bộ váy thần kỳ sao? Có, từ nàng công chúa của Vương quốc Phương Đông. Chúng ta không thể tổ chức buổi lễ nếu thiếu bộ váy thần kỳ. Nào, đã lâu lắm rồi tôi mới gặp một người ăn mặc đẹp hơn mình. Nếu bạn có thể ăn mặc đa dạng và nắm bắt hơn tôi, bạn sẽ có được đôi giày pha lê của bộ váy thần kỳ. Hãy nhớ rằng chúng tôi thấy trang phục của Vương quốc Phương Đông là đẹp nhất. Tôi sẽ không công nhận trang phục của các đất nước khác. Bạn muốn học gì trước? Kết hợp phụ kiện. Lựa chọn phụ kiện cẩn thận sẽ khiến nàng xinh đẹp hơn. Mũ, vương miện. Có vẻ cả hai đều là lựa chọn tuyệt vời. Bà muốn đeo cái nào? Hoa tai sẽ khiến bạn trở nên lộng lẫy hơn. Vòng cổ chính là thứ mà một nàng công chúa đoan trang sẽ đeo. Bà muốn đeo gì trên tay không? Chiếc thắt lưng trang nhã thực sự rất thu hút. Đôi cánh bướm thực sự rất đẹp. Đôi giày nào trông đẹp hơn? Ok, tất cả những phụ kiện này khiến bạn trông lộng lẫy hơn. Hợp kiểu tóc. Hãy tạo một kiểu tóc đẹp như ý muốn. Bạn thích nhuộm tóc màu gì? Bạn sẽ trông thật bắt mắt nếu có những hạt kim xà lấp lánh.
chiếc ri băng chống thật hoàn hảo trên mái tóc này. Quá tuyệt vời. Kết hợp quần áo. Để xem hôm nay mặc gì nào. Váy tuyết trắng lấp lánh. Trang phục lóng lánh và thơ mộng này có biến nàng trở thành nàng tiên không? Chúng được kết hợp một cách hoàn hảo và vượt cả mong đợi. Bạn muốn học gì trước? Kết hợp trang điểm. Bạn thích kem nền nào? Kính áp tròng thẩm mỹ có thể làm cho đôi mắt của bạn trở nên lấp lánh. Hãy chọn phấn mắt phù hợp. Kẻ mắt cũng rất quan trọng. Kiểu lông mày nào. Tốt lắm. Tôi đã sẵn sàng. Bạn có muốn thi đấu với tôi ngay bây giờ không? Chúc mừng, những bộ trang phục đa dạng và bắt mắt đã giúp bạn nắm chắc chiến thắng thuyết phục trong tay. Đây là đôi giày pha lê của bộ váy thần kỳ của bạn đó. Các bạn đừng quên cho mình một nút like để nhận video mới nhất của mình. Xin các bạn bấm vào ô đăng ký và bấm vào biểu tượng cái chuông để nhận được video mới nhất của mình nhé. Các bạn, xin chào.